Đấy, ong rừng này nó vẫn còn vào đây, nó bắt được cái này. Để đập cho nó con. Đấy các bạn này. Đấy, nó đấy. Đây, nó đây. Hung thủ đây. Đây là còn chưa có ong đất nhá các bác nhá. Đây là chỉ ong chân vàng thôi. Nếu mà có ong đất thì nó chỉ đánh nó tầm khoảng 3 hôm là chạy ong này không còn con nào đâu. Dạ vâng, chào toàn thể các bác. Thì đây là cái khu vực chạy để ong nhà em vừa rồi em khai thác mật keo này. Thì hôm nay đã là đầu tháng 8 dương lịch rồi. Đấy thì cũng hôm nay dự định là chuyển ong về. Bởi vì để trên đây ong rừng nó bắt mất ong rất là nhiều. Giờ bây giờ là hơn 5 giờ tối. Đây các bác có thể thấy ong nó vẫn đang soi nó bắt này. Đấy, đây là ong chân vàng. Đấy, các bác có thể thấy rất là nhiều. Thì nó mà bắt ong mình như thế này thì sẽ hao quân. Cái thứ hai nữa ong không đi làm. Đấy các bác ra đây các bác có thể thấy này. Chả biết các bác ở tất cả khu vực thế nào nhưng mà ở khu vực em này này, ong nó vẫn đang xoay này. Đấy các bác có thể thấy. Đấy, nó vào nó bắt này. Đây là ong thợ. Mùa này là ong không dám ra ngoài đi làm đâu các bác. Đấy. Đây. Ong nó đến nó bắt rất là nhiều. Đấy, chỗ kia 4-5 con nó đứng một tổ này các bác này. Đấy, nhiều, nhiều, quá nhiều luôn. Đấy, các bác có thể thấy nó bay. Cái tổ này nó còn đông hơn cả cái tổ quân của mình. Đấy, nó vào nó bắt này. Đấy, nó soi. Đấy, thế này thì nó bắt hết các bạn. Thì em sẽ chuyển ở cái trại ong đây thì về gần nhà để dưỡng ong. Chuẩn bị đến vụ tháng 8 âm lịch thì bắt đầu lao cầu. Đấy, rồi... cung cấp cái con ong giống cho các bác. Thì bây giờ nó vẫn sớm, ong nó chưa vào. Thì bên em là sử dụng cái bình xịt khói này. Đấy, để lùa ong nó vào. Lùa vào rồi thì bê đi. Đây là hai anh em cùng tổ làm việc. Đấy, đang đốt cái bình khói. Thì nguyên liệu để đốt cái bình khói này thì nhà em là sử dụng bằng cái bìa cắt tông này. Bìa cắt tông này. Để cho cháy bỏ đây. Thế thì chạy đây thì chỉ còn hơn 40 đàn nữa thôi các bạn. Đấy, khu vực ở ngoài kia tất cả bốn bề xung quanh là rừng. Đấy, rừng keo. Đấy, rừng keo này thì cái con ong chân vàng nó phát triển á. Đấy, về nó bây giờ nó mới lên cây cao, nó làm được chắc được hơn tháng thôi mà nó về nó bắt ong mình đây các bác này. Ong bỗ hết ra ngoài đây, hết là cửa đây nhưng không dám đi làm. Đấy, nó vẫn cứ bay đây. Nó bắt ong rừng này còn nhiều hơn cả ong lui này thì chết rồi các bạn. Này mà để đây thêm tầm khoảng chục hôm nữa thì chắc là lên thì chắc là ong cũng bỏ hết đi, không còn đàn nào ở nữa. Thì mật keo mọi năm ấy thì nó thuận lợi thì đánh được thêm một vòng nữa các bạn. Nhưng mà năm nay thì ong rừng nó về nó phá sớm quá. Phá sớm thì năm nay phải chạy. Ong bắt nhiều. Ông thợ không dám đi làm. Okay. Bây giờ thì cái bình khói sẽ được rồi. Thì em nhờ cậu em cầm cái máy quay. Đấy thì về cái cách cho ông nó chuyển ông về sớm thì nó đơn giản đấy các bác này. Thế thì xịt khói không chế ông. Đấy, xịt khói không chế này thì con ong nó sẽ chui vào. Để cho nó vào đấy. Thế thì mình cứ xịt một tổ nó vào được hết rồi thì tổ bên nó cũng vào nha các bác nhé. Để nó có khói cho nó vào. Bây giờ cũng là hơn 5 giờ chiều rồi. Đấy, ong rừng nó bắt nhiều. Con ong nó không dám đi làm. Đấy, quân nó chỉ lồm bên ngoài thôi. Đấy, như thế là xong một tổ rồi. Bây giờ cậu em bên. Đấy các bác, ở khu vực thì bây giờ thì đấy, ong rừng này nó vẫn còn vào đây, nó bắt này các bác này. Đập cho nó con. Đấy các bác này. Đấy, nó đấy. Đây, nó đây. Hung thủ đây. Đây là còn chưa có ong đất nhá các bác nhá. Đây là chỉ ong chân vàng thôi. Nếu mà có ong đất thì nó chỉ đánh nó tầm khoảng 3 hôm là chạy ong này không còn con nào đâu. Đấy thì thôi bây giờ thì video em xin kết thúc tại đây thôi. Đấy bác nào cùng chung cái cảnh mà phải chạy ong với ong rừng như thế này thì cùng bình luận ở dưới cái phần video em đăng tải lên nhá. Còn bây giờ thì chào toàn thể các bác.